Xin lỗi, cô không sao chứ? Này cô, tôi trông cô như ở quê mới lên à? Không cần phải sợ, tôi không phải người xấu. Nếu cô cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Anh có biết tập đoàn ABA không ạ? Tập đoàn ABA à? Cô đến đó làm gì? Tôi tìm anh Hùng ạ. À, ra là vậy. Thế cô tìm cậu Hùng có việc gì không? Thôi được, nếu không tiện nói ra thì thôi. Ở đây cũng là trước cửa tập đoàn ABA rồi. Cô có cùng theo tôi vào không? Nếu không ấy, để tôi gọi cậu Hùng ra gặp cô. Anh cũng làm trong đó à? Thôi, tôi đợi ở ngoài này cũng được. Nếu anh mà gặp anh Hùng thì bảo cậu vẫn lên tìm nhá. Được rồi, cô đợi tôi một lát, tôi sẽ bảo cậu ấy xuống gặp cô ngay. Cảm ơn anh ạ. Chủ tịch, sao anh lại xuống đây ạ? Có cô Vân gì đó đang đợi cậu dưới cửa công ty đấy. Anh vừa nói gì cơ ạ? Một cô gái tên Vân, hình như ở dưới quê mới lên. Chủ tịch, cô ấy đã nói gì với anh rồi ạ? Cô ấy rất kiệm lời, chưa nói gì cả. Mà cậu với cô ấy có quan hệ gì vậy? À, cô ấy là em họ của em anh ạ. Cô ấy lên đây tìm em chắc là có việc muốn nhờ. Anh cũng biết đấy, ở quê đa số là vậy, cứ thấy ai khá giả cái là thi nhau nhờ vả. Tôi thấy cô ấy là người tử tế, lại nhút nhát, chắc không phải người xấu thích lợi dụng đâu. Cậu xem nếu giúp đỡ được gì cô ấy thì nhất định phải giúp. Có khó khăn gì ấy, thì cứ bảo tôi. Cảm ơn chủ tịch, chuyện này em giải quyết được ạ. Vậy cậu xuống đi, kẻo người ta chờ. Cảm ơn chủ tịch, em xin phép ạ. Anh Hùng, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Em lên đây làm gì thế? Em lên để tìm anh. Cô bị điên à? Những gì cần nói tôi đã nói rồi, đừng tìm tôi nữa. Anh Hùng, em làm sai cái gì thì anh cứ nói ra, nhất định em sẽ sửa, chứ anh đừng có bỏ em. Cô tránh xa tôi ra. Nhìn cô tôi đã thấy buồn nôn rồi, có cái quái gì để nói chứ. Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi bảo là cô vừa quê mùa, bẩn thỉu, vừa xấu xí, lại còn nghèo. Cô tránh xa tôi ra, nghe rõ chưa? Anh nói gì nghe lạ vậy? Trước đấy anh có nói với em như thế đâu. Là do trước đây tôi ngu, tôi u mê. Giờ tôi ra ngoài, đó tôi sáng suốt, tôi hiểu ra nhiều điều rồi. Cho nên ấy, tôi yêu cầu cô tránh xa tôi ra. Không, em vất vả bao nhiêu năm, phấn đấu không mệt mỏi, đều vì đợi ngày anh cưới em đấy. Cô bị điên à? Đường đường một giám đốc như tôi, sao lại có thể cưới một con đàn bà vừa quê mùa, vừa thiếu hiểu biết như cô làm vợ chứ? Trước đây anh có khác gì em đâu. Tại sao bây giờ anh thay đổi nhiều thế? Hay là em làm gì khiến anh không vừa lòng à? Cô đừng có nói nhiều, đừng tìm tôi nữa. Và cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. Mà đúng rồi, năm xưa cô nuôi tôi ăn học đúng không? Tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Cô về đi. Anh ơi, em không cần cái gì cả. Em chỉ cần anh thôi. Cô bị điên à? Nói như bố bổ vào đầu mà vẫn không hiểu. Chúng ta giờ ở hai thế giới khác nhau, không thể nào đến với nhau được. Cô hiểu chưa? Anh Hùng, câm mồm. Từ nay đừng bao giờ thở ra mấy lời đó trước mặt tôi nữa. Anh Hùng, tại sao có mấy năm mà anh thay đổi nhiều như vậy? Vậy cô muốn tôi
mãi mãi là thằng nhà quê, thằng nghèo hèn, lúc nào cũng ngửa tay xin tình yêu à? Không, ý em không phải như thế. Cô về đi, tôi đã nói nhẹ mà cô không nghe thì đừng có trách tại sao tôi ác. Cô về quê đi. Người đàn ông khi nãy là chủ tịch tập đoàn ABA, đồng thời cũng là anh vợ tương lai của tôi đấy. Tốt nhất cô đừng có gặp lại anh ta nữa, nếu không đừng có trách tôi. Anh vợ thì ra anh tham phú phụ bẩn, bỏ tôi để lấy vợ giàu à? Chị ơi, chị sao đây ạ? Chị mới từ quê lên à? Có cần em giúp gì không chị? Cảm ơn cô. Chị, có sao không ạ? Chị cẩn thận ạ. Để em giúp chị nhé. Vào đi. Sao lại đến đây giờ này? Em quên giấy tờ này. Với lại ở nhà chán quá, em đến nói chuyện với anh không được à? Không phải thế, chẳng qua là đang trong giờ làm việc, anh sợ anh Cường nhìn thấy lại không hay. Mình sắp cưới rồi mà, anh Cường làm sao làm khó anh được. Anh cứ lo xa đi. Em sao thế? Chẳng phải em muốn đến đây để gặp anh à? Còn chuyện gì buồn nữa? Nãy ở dưới cổng công ty em có gặp một chị, mà hình như là chị ở dưới quê lên, nhưng mà không hiểu có chuyện gì ấy, nhìn khóc thảm thương lắm. Vậy à? Ừ. Anh sao đấy? Anh quen chị đấy à? Đó là em họ của anh. Em họ anh á? Thế có chuyện gì mà chị khóc như thế hả anh? Mà sao anh không đưa chị về? Mấy chuyện vớ vẩn thôi, anh giải quyết xong rồi, em không cần bận tâm đâu. Anh giải quyết kiểu gì mà để cho chị ấy ngồi khóc như thế? Hay anh đưa em đi tìm chị ấy đi, em sẽ thay anh giúp chị ấy. Em bình tĩnh đã, chuyện đơn giản cần gì em phải động tay vào, cứ để anh. Chúng ta sắp lấy nhau rồi, chuyện của anh cũng là chuyện của em mà. Mấy người ở quê vốn tính rất xấu, họ luôn có tư tưởng rằng một người làm quan cả họ được nhờ, cho nên nếu mà giúp, anh nghe rằng chúng ta sẽ không còn thời gian dành cho nhau đâu. Nhưng mà em thấy chị ấy không giống người xấu đâu anh ạ. Anh hiểu, cô ấy là em họ anh cơ mà. Chuyện này anh sẽ giải quyết được, em cứ yên tâm. Cậu ngồi đi ạ, cô Quỳnh đang bận chút việc, lát sẽ xuống ngay. Chị cứ để tôi tự nhiên. Cậu uống nước. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Tôi nghe bảo là cậu với cô Quỳnh sắp cưới à? Đúng vậy. Hôm nay tôi đến đây là để thưa chuyện với anh Cường. Thế cậu không có người thân à? Ồ, chị hỏi gì lạ vậy? Không có người thân thì tôi từ lỗ chui lên à? Tại tôi thấy cậu toàn đến đây một mình, thế nên là tò mò tí thôi. Tôi hiểu ý của chị. Thế nhưng mà bố mẹ tôi ở quê, không phải muốn lên là lên được. Ô, thế hóa ra cậu cũng ở quê giống tôi à? Tôi là giám đốc sáng tạo của tập đoàn ABA, còn chị sao mà giống nhau được? Đừng có nói vớ vẩn. Ý tôi là xuất thân của cậu ấy. Thôi, chị đi làm việc của mình đi.
Vâng, cậu ngồi chơi, tôi đi chợ mua ít đồ ạ. Cô Quỳnh rõ tốt ở đâu ra, thế mà vớ ngay về ông chồng chẳng ra gì. Đã thế, mẹ còn định ở rể nữa chứ. Không hiểu những ngày tháng về sau, mình sống làm sao đây. Ô, con bé này sao nhìn chán đời thế nhở? Không lẽ ở dưới quê mới lên đây tìm việc à? Ê bé kia, mới ở dưới quê lên hả? Sao trông mày chán đời thế? Bị ai lừa đảo gì à? Ơ kìa, sao lại khóc? Thế có cái gì nói ra xem nào. Nể tình cùng cảnh xa quê á, có cái gì giúp được ta sẽ giúp. Ô con bé này mày làm sao thế? Em không sao. Thế hóa ra là mày biết nói à? Tao lại cứ tưởng mày bị công nữa. Bình tĩnh. Nhìn mày thế này á, chắc ở quê lên mới bị lừa phải không? Trước tao cũng thế đấy, nhưng mà may á, có cậu Cường giúp đỡ. Không bây giờ chả biết như thế nào nữa rồi. Em không muốn sống nữa chị ạ. Ô con này, mày bị điên à? Mới bị lừa có tí mà đã không muốn sống. Để tao bảo cậu Cường á, với cô Quỳnh giúp đỡ mày tìm việc. Yên tâm nhá. Này, mày làm sao đấy? Tỉnh lại đi. Này, này, đừng làm tao sợ chứ. Có ai không? Cô em họ của cậu thế nào rồi? Ơ, anh cũng biết chuyện này à? Ừ, có gặp qua một lần. Em đã thu xếp cho cô ấy về quê, cũng giúp đỡ tiền bạc tử tế cho cô ấy rồi. Hai người yên tâm ạ. Vậy thì tốt. Tôi nhìn cô ấy hiền lành, chắc phải khó khăn lắm mới tìm cậu để nhờ vả. Giúp được thì nên giúp, xem như để đức về sau vậy. Nhưng mà em thấy chị ấy có vẻ đau khổ lắm. Ngồi khóc lóc một mình, xong đờ đẫn ra nữa. Chắc là nhà phải có biến cố gì lớn, chứ không riêng gì chuyện tiền bạc đâu anh ạ. Người ở quê họ cứ thích làm lớn chuyện lên như vậy. Anh cũng giúp đỡ cô ấy tử tế rồi, em không cần suy nghĩ đâu. Hôm nay em đến đây là có chuyện muốn thưa với anh ạ. Chuyện của cậu với Quỳnh đúng không? Tôi nghĩ nếu tìm hiểu qua lại thì tôi đồng ý. Nhưng mà nếu tiến xa hơn ấy, thì nhất định phải có bố mẹ hoặc người thân của cậu qua đây nói chuyện mới được. Kìa anh, bố mẹ anh Hùng ở quê xa lắm, đâu phải muốn lên là lên được ngay đâu ạ. Em sai rồi. Bố mẹ nào mà chẳng mong có một ngày nhìn thấy con cái trưởng thành, lấy vợ sinh con chứ. Vâng, anh nói đúng ạ. Là do em chưa có sự chuẩn bị tốt. Em sẽ về quê thu xếp, đưa bố mẹ em đi nói chuyện với anh ạ. May quá, cậu Cường ở nhà rồi. Có chuyện gì vậy chị? Đây là ai? Ô, đây là em họ anh Hùng mà. Cô ấy ngất rồi, mọi người mau đưa cô ấy lên phòng. Anh sẽ gọi bác sĩ nhà mình đến. Vâng ạ. Ơ, mày tỉnh rồi à? Em đang ở đâu thế này? Mày đang ở nhà cậu Cường đấy. Tao là giúp việc cho nhà cậu ấy. Em đang trên đường bắt xe về quê mà. Sao em lại ở đây? Mày bị ngất ở trên đường ạ. Tao thấy nên đưa mày về đây đấy. Bác sĩ nhà cậu Cường bảo mày bị suy nhược cơ thể, nhịn ăn nhịn uống lâu, lại thêm cảm xúc thất thường khiến cơ thể quá tải nên mới bị như vậy đấy. Em với chị không quen biết, tại sao chị tốt với em vậy? Tao cũng ở quê lên như mày, năm xưa cũng bị người ta lừa, cũng phải đi lang thang. May mà gặp cậu Cường giúp đỡ, nên bây giờ mày bị như vậy tao giúp lại cũng là việc nên làm. Mày không phải nghĩ ngợi gì đâu. Thôi, nghỉ ngơi đi, có gì khỏe rồi nói chuyện sau, tao đi nấu cơm đây. Anh Hùng, sao anh lại ở đây? Tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Cuối cùng là cô định giở trò gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hả? Cô định chơi tôi đúng không?
Anh nói gì? Em không hiểu. Hiểu cái con khỉ ấy. Cô có biết đây là nhà vợ chưa cưới của tôi không? Vậy à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện của chúng ta là không thể nào. Có chết tôi không cưới cô đâu. Tại sao cô lại cố chấp như vậy? Em thật sự không biết đây là nhà vợ chưa cưới của anh. Câm mồm! Tôi cứ nghĩ cô hiền lành, không ngờ cô lại ghê gớm như vậy đấy. Theo tôi đến tận đây để phá. Cô có còn liêm sỉ không? Liêm sỉ của tôi đã mất dần theo năm tháng làm lụng vất vả nuôi anh ăn học rồi. Anh không cần phải nói vậy đâu. Cô được. Vậy cô cần bao nhiêu tiền mới buông tha cho tôi đây? Cô thái độ như vậy là sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Thanh xuân tôi còn không tiếc thì tôi cần gì mấy đồng bạc bố thí của anh. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ đi khỏi đây và trả lại sự tự do cho anh. Cô nhớ đấy, đừng có nuốt lời. Anh Cường, Quỳnh, sao hai người lại ở đây? Tôi với Quỳnh đến xem cô ấy thế nào, không ngờ lại nghe được nhiều chuyện hay ho như vậy. Cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải đi đâu cả. Cảm ơn anh, cảm ơn cô, nhưng mà tôi phải về quê có việc rồi. Anh trai em nói đúng đấy, chị cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Anh Cường, chuyện không như hai người nghĩ đâu, nghe em giải thích đã. Tôi nghe đủ rồi, cậu không cần nói gì nữa đâu. Vân và em có thời gian yêu nhau. Cô ấy đã từng giúp đỡ em, nhưng giờ em mới nhận ra là mình không còn yêu cô ấy nữa. Chỉ coi cô ấy như em gái. Em sẽ đền bù xứng đáng cho cô ấy. Anh yên tâm ạ, em chỉ yêu mình Quỳnh thôi. Cậu nghĩ thanh xuân của một người con gái nên đền bù bao nhiêu thì xứng đáng? Em... Làm đàn ông, sống thì phải có trách nhiệm. Cậu mà không hứa hẹn thì người ta có chờ đợi, hy sinh cho cậu nhiều như vậy không? Cậu đi về đi. Tôi sẽ không gả em gái của tôi cho một người vong ân phụ nghĩa như cậu đâu. Còn cả việc ở công ty nữa, cậu thu xếp tìm việc mới đi. Cậu không xứng đáng ngồi cái ghế đó. Ơ kìa, anh bình tĩnh em nói đã. Anh Cường ơi, hình như anh hiểu nhầm gì rồi ạ. Loại đàn ông này không xứng đáng để cô nói giúp, càng không xứng đáng để cô hy sinh nhiều như vậy đâu. Quỳnh, em phải tin anh. Anh chỉ yêu mình em thôi, anh thề đấy. Anh Hùng, cuộc đời này vốn dĩ vô thường, tiền bạc địa vị chỉ là hư ảo thôi. Có tình cảm là lâu dài. Đến cái người phụ nữ dành cả thanh xuân của mình để nuôi anh ăn học, anh còn phụ bạc được. Anh nói em tin anh thế nào đây? Mời anh về cho. Chị Tuyết. Dạ. Cô Quỳnh gọi tôi à? Chị mời anh ta ra ngoài, và từ nay vĩnh viễn không cho anh ta đặt chân vào ngôi nhà này nữa. Mời cậu. Chị Quỳnh. Em xin chị, em chỉ yêu anh ấy thôi. Tao không hiểu mày nghĩ gì Nhung ạ. Thằng đấy nó không chỉ phong lưu, không có công ăn việc làm ổn định, mày lấy nó mày chỉ khổ thôi. Nhưng mà nhà mình có thiếu thốn gì đâu hả chị? Cổ nhân dạy rồi, thiên hạ sợ người có đức, nể người có tài, phục người có trí. Tao hỏi mày, thằng đấy nó có cái gì? Không phải là tao phân biệt đối xử đâu, thế nhưng làm người không có tiền bạc thì phải có chí tiến thủ. Đây nó không có một cái gì cả, mày lấy nó ấy, mày chỉ khổ thôi. Em chọn lựa thì tương lai em chịu trách nhiệm,
mong chị vì em mà chấp nhận anh ấy. Không đời nào, trừ khi tao chết. Vậy em ở cái nhà này còn ý nghĩa gì nữa? Nhung! Nhung! Mày về đây làm gì? Chị... Vào nhà rồi nói. Sao rồi? Cuộc sống không như mơ à? Em thật sự sai rồi chị ạ. Mày nhớ những gì năm xưa mày nói không? Cuộc sống này là do mày chọn, vậy nên tự chịu trách nhiệm đi. Tao có thể để mày ở tạm đây, nhưng những thứ khác mày tự lo lấy. Em cảm ơn chị. Mày sao vậy? Sáng nay tao vừa gặp Nhung mày ạ. Nhung á? Tao tưởng cô ấy theo người yêu ra nước ngoài rồi. Về khi nào vậy? Chắc là về sáng nay. Mà lại còn có bầu nữa chứ. Sao? Tiếc nuối à? Mà cũng đúng, mày yêu đơn phương người ta, ngay cả thổ lộ cũng không dám. Tiếc nuối cũng phải. Mày thử nói xem, tại sao cô ấy lại quay về? Mày muốn biết thì sao không đến mà hỏi? Tao khác gì mày đâu mà hỏi tao. Sao? Không dám à? Không hiểu sao, tao nhìn thấy cái bụng bầu của Nhung á, tao thấy rất khó chịu. Đàn ông mà, thấy người mình yêu có thai với người khác, ai mà chẳng vậy. Mày thôi ngay cái giọng châm biếm đó đi. Bạn bè gì chó đấy không biết. Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Mày chạnh lòng em mới thế, trách móc gì tao. Anh Cường, lâu rồi không gặp. Cũng 2 năm rồi em nhỉ. Lâu nay anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh đã lập gia đình chưa? Lắc đầu là sao ạ? Dạo này anh kiệm lời thế cơ à? Sao em lại quay về? Anh hỏi y như chị Quỳnh vậy. Là mỉa mai hay là quan tâm em đây? Lúc em mang thai cũng là lúc em phát hiện chồng mình có người khác. Lẽ ra em nên phá nó đi, nhưng chần chừ mãi cuối cùng cũng không làm được. Thế nên em mới quay về. Nói vậy em và người đó ly hôn rồi à? Sao anh không nói gì? Biết nói gì bây giờ? Chúc mừng vì em đã trở về, hay là chê buồn vì em đã ly hôn? Anh nói cũng đúng. Mà bây giờ em định làm như nào? Chị Quỳnh cho em ở nhờ, nhưng không lo cho em nữa. Bây giờ em đang đi tìm việc làm. Công ty anh vẫn cần người, hay là em đến đó làm đi? Anh nói thật ạ? Cảm ơn anh nhiều. Ngày mai em sẽ đến. Gọi anh ra đây có chuyện gì à? Bố mẹ em bảo ngày kia đưa anh về ăn cơm đấy. Có chuyện gì sao? Chúng mình quen nhau lâu như vậy, anh đã qua nhà em chưa lần nào đâu. Hình như em đang hiểu lầm gì đó đúng không? Ý anh là gì ạ? Anh chỉ coi em là một người bạn bình thường, chứ không có ý gì cả. Em cũng hiểu điều đó mà. Em cũng nghe anh Hùng nói qua rồi. Tuy em không biết người con gái đấy là ai, thế nhưng mà người ta đã đi lấy chồng rồi, anh cũng phải đi lấy vợ. Và em là sự lựa chọn phù hợp nhất của anh. Sao em cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vậy nhỉ? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ lấy em làm vợ cả. Người gì đâu rõ lạnh lùng vô tình. Nhưng mà anh càng như thế thì em lại càng thích. Ngoài em ra, để xem con nào đến được với anh.
Này, nhân viên mới à? Vâng, tôi mới đến. Sau này có gì mong cô giúp đỡ. Giúp con khỉ ấy. Thân tôi còn chưa lo xong thì giúp ai? Nhìn cô bầu cũng 4-5 tháng rồi. Đi làm cái gì? Ăn tiền bảo hiểm à? Không phải vậy. Trời ơi, cái gì nữa? Nhìn bụng cô như thế này mà vẫn được nhận vào đây làm. Chắc cũng thuộc dạng có máu mặt. Ô, anh Cường, anh mua nước cho em ạ. Anh mua cho em đấy, uống đi. Cảm ơn anh, nhưng mà em không khát ạ. Em cứ uống đi. Mà công việc thế nào, có làm được không? Hơi bỡ ngỡ, nhưng mà chắc là được ạ. Tốt, nếu mà em cần giúp đỡ gì cứ bảo anh nhé, đừng ngại. Vâng ạ, cảm ơn anh. Tưởng ai chống lưng cho, hóa ra là anh Cường à. Thế mà cứ giấu, cô cũng ghê thật đấy. Anh Cường nhận tôi vào đây làm, tôi cũng không nghĩ đấy là chống lưng hay gì cả, cho nên là tôi không nói. Mà cô không khát đúng không? Vậy tôi uống nhé. Này, cô với anh Cường là quan hệ gì đấy? Đúng vậy, tôi với anh ấy là quan hệ gì nhỉ? Bạn bè cũng không hẳn, anh em cũng không phải. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì. Mà chồng cô đâu? Mà để cô đi làm như vậy? Chúng tôi ly dị rồi. Hóa ra là bỏ chồng à? Lẽ nào... Chị ạ. Sao rồi? Đi làm chỗ tình cũ có ổn không? Chị nói lung tung cái gì vậy? Em với anh Cường từ trước đến giờ có quan hệ gì đâu ạ? Chỉ có mày ngu mới không hiểu thôi. Chứ ai chả biết nó đối xử với mày thế nào. Mày không thấy đến bây giờ nó vẫn độc thân đấy à? Chị hiểu nhầm rồi. Chắc là anh ấy lo tập trung cho sự nghiệp thôi. Ừ, tùy. Mày nghĩ thế nào cũng được, không liên quan tao. Chị vẫn không tha thứ cho em ạ? Cảm ơn anh. Hôm nào lấy lương, em sẽ mời anh cà phê. Anh thấy nhà em cũng có điều kiện, sao bây giờ em lại trở nên như vậy? Lỗi do em mà. Chị Quỳnh cũng chia cho em tài sản. Thế nhưng mà... Anh hiểu rồi. Có phải gã kia phá hết của em rồi đúng không? Nói vậy thôi, dù gì cũng là chị em ruột thịt. Không lẽ bây giờ chị Quỳnh lại bỏ em à? Năm xưa em làm chị ấy tức giận, bây giờ em cũng không dám trách anh ạ. Vậy để anh lấy xe đưa em về nhé. Không cần đâu anh ạ. Bác sĩ dặn nếu có thể thì nên đi bộ, sẽ rất tốt cho việc sinh nở sau này. Được, anh sẽ đi bộ cùng em. Không cần đâu anh ạ, anh còn nhiều việc mà, anh cứ kệ em. Sao? Tự dưng hẹn tao ra đây có việc gì đấy? Chị vẫn chưa tha thứ cho Nhung à? Tao tưởng ngày xưa nó bỏ đi, mày đau khổ lắm cơ mà. Đã là quá khứ rồi mà chị. Bây giờ cô ấy bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ chị bỏ mặc không quan tâm à? Chẳng phải có mày rồi đấy thôi. Tao có quan tâm hay không quan trọng gì. Dù gì em cũng chỉ là người ngoài, chị là người thân duy nhất của cô ấy. Chị quan tâm vẫn tốt hơn chứ. Mày còn yêu nó nhiều lắm đúng không? Nhưng mà tao biết, bởi vì nó đang có bầu, hơn nữa là còn sắp sinh. Cái bầu ấy nó như cái gai trong mắt mày, nên mày vẫn cảm thấy khó chịu, đúng không? Chị hiểu đàn ông như vậy, thế mà bây giờ vẫn ế, kẻ cũng lạ thật đấy. Tao không quan tâm đến nó lúc này, là cơ hội của mày đấy. Nếu tình yêu của mày đủ lớn, thì không có một cái gì ngăn cản được đâu.
đoán quả không sai mà. Con bé đó là người ngày xưa anh thầm thương trộm nhớ. Em có thói quen ấy, nghe lén người khác nói chuyện từ bao giờ vậy? Em chỉ tình cờ nghe được thôi. Chuyện này cũng không liên quan gì đến em đâu. Em đừng để ý làm gì. Em yêu anh nhiều như vậy mà anh bảo không liên quan đến em. Tại sao anh lại vô tình như vậy? Mày cũng ghê thật đấy. Cô nói gì? Tôi không hiểu. Mày giả ngu cái gì? Tao biết hết rồi. Mày chính là con Danh mà năm xưa anh Cường yêu thầm. Vậy thì sao chứ? Đó chỉ là chuyện quá khứ. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ anh Cường vẫn rất yêu mày. Không thể nào. Tôi đã qua một đời chồng, lại còn không ít tiếng xấu. Hơn nữa... Vậy mày có ý đồ gì với anh ấy không? Nếu vậy thì mày nghỉ việc ở đây đi. Không được. Tôi sắp sinh. Tôi rất cần công việc này. Ta biết thừa nhà mày cũng thuộc dạng có điều kiện. Mày đến đây để câu dẫn anh Cường chứ làm ăn cái quái gì? Tùy cô. Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Mày được lắm. Dám thách thức tao à? Rồi mày sẽ phải trả giá. Tao nghe nói Nhung đến chỗ mày làm việc. Sao? Có ổn không? Ngày nào cũng được nhìn thấy người trong mộng. Buồn gì nữa à? Mày cũng biết rồi đấy. Tình cảm của tao chỉ là đơn phương mà. Trước đây là như vậy. Bây giờ thì khác. Mày mà không tranh thủ á, là vụt mất đấy. Phụ nữ lúc mang thai rất yếu đuối, dễ rung động. Mày đừng bỏ qua cơ hội này. Tao nhìn cái thái độ này của mày thì không phải yêu Nhung thật lòng rồi. Chắc cũng thuộc dạng yêu nhan sắc thôi. Tùy mày nghĩ. Cô làm cái gì vậy? Làm gì á? Tao nói với mày rồi mà mày không nghe. Vậy thì đừng có mà trách tao. Chúng mày, đánh cho nó một trận cho tao. Bao giờ đích thân miệng nó sẽ nghỉ việc thì mới được dừng lại. Nhưng mà cô ấy đang có bầu. Mày sợ cái gì? Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Nó bị ngất rồi. Làm gì có chuyện ngã mà ngất được. Nó giả vờ đấy. Lôi nó dậy đánh một trận cho tao. Cô là cái quái gì vậy? Nhung, Nhung, em tỉnh dậy đi, Nhung. Nhung mà xảy ra chuyện gì, cô đừng có trách tôi. Em không cố ý. Là cô ta thử ngã mà. Nhung tỉnh chưa chị? Chưa. Nhưng mà bác sĩ bảo rồi, cái thai không sao. Lát nữa nó tỉnh đấy. Hóa ra chị vẫn rất quan tâm đến Nhung. Thế mà em cứ tưởng. Tao có môi nó là em gái. Không quan tâm nó thì quan tâm ai? Chỉ là tao tạo cơ hội cho mày thôi. Thế nhưng mà mày quá cố chấp. Vâng, chị nói đúng. Khi chứng kiến cảnh Nhung ngất đi, em đã rất sợ. Sợ sẽ mất cô ấy một lần nữa. Cho nên khi cô ấy tỉnh lại, nhất định em sẽ nói em rất yêu cô ấy. Nghĩ thế được là tốt. Nhưng mà liệu tao có tin được mày không? Chị yên tâm, em nói được em sẽ làm được. Vậy tao trả nó lại cho mày. Tao về trước đây. Em yên tâm, hắn đã bỏ em. Anh sẽ thay hắn ở bên cạnh mẹ con em đến cuối đời. Sao mày lại ở đây? Tao
Anh Cường, chuyện này là như nào ấy? Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Hai người bắt đầu lâu chưa? 2 tháng rồi. Anh thật sự xin lỗi. Khốn nạn, quen nhau được nửa năm mà anh lén lút qua lại với bạn thân của tôi 2 tháng. Anh là cái thể loại gì vậy? Tao xin lỗi, là lỗi của tao. Em có thể đánh anh thoải mái, nhưng đừng có động đến Vân. Hai người được lắm. Muộn rồi chị không ngủ đi, xuống đây làm gì đấy ạ? Tao nghe nói thằng Cường nó đá mày để yêu con Vân rồi hả? Cái gì? Ai nói với chị là em bị đá? Mày thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy, còn ra vẻ cái gì? Chị nói cái gì đấy ạ? Em là nạn nhân đấy chị ạ, sao lại thành trò cười? Bạn thân mày, người yêu mày, qua lại với nhau mấy tháng nay mà mày không biết. Mày thử nói xem, người ta nói mày ngu thì có sai hay không? Người ta còn bảo mày là kẻ thất bại đấy. Em chưa bao giờ thất bại. Con Vân nó cướp thằng Cường ngay trong tay mày. Mày thử nói xem mày có thất bại hay không. Là em có người khác trước, chứ không phải bị hai người đó phản bội. Mày nói vậy ạ, chẳng qua là để an ủi cái tính hiếu thắng của mày thôi. Chứ làm quái thì có thằng nào. Tao là chị mày, tao lại không hiểu mày chắc. Dạ, giám đốc ạ. Theo tôi lên phòng họp. Đợi tôi bế anh đi nữa à? Vâng, tôi đi ngay đi ạ. Này, có phải trước giờ anh luôn thích tôi không? Sao? Tôi không đủ hấp dẫn để được anh yêu à? Chúng ta cưới đi. Sao vậy? Anh bị nuốt mất lưỡi rồi à? Tại sao vậy? Tôi muốn tìm bố cho con tôi. Hóa ra cô bắt tôi đổ vỏ cho thằng Cường à? Ai bảo với anh là tôi có thai với anh ta? Cô vừa bảo đấy thôi. Nó không phải là con của anh ta. Nhưng mà tôi với thằng Cường là bạn, sao có thể? Anh không có sự lựa chọn đâu. Tuần sau cưới. Sao cô vô lý như vậy? Vậy anh có cưới tôi không? Im lặng là đồng ý rồi nhá. Nghe tôi dặn đây. Mày đang lừa tao đúng không? Vô lý. Quỳnh làm sao có thể lấy một thằng khu khờ như mày được? Mày đụng chạm vừa thôi. Thôi được, tao hiểu rồi. Chắc là Quỳnh bị tao chia tay ấy, nên mới lấy mày làm vật thế thân thôi. Cổ mày có vấn đề à? Sao cứ lắc mãi thế? Tao với Quỳnh yêu nhau 2 tháng 10 ngày rồi. Mày nói cái gì cơ? Tao coi như là tao xin lỗi mày đi. Coi như cái con khỉ ấy. Rõ ràng là mày đang có lỗi với tao đấy. Mày cũng yêu Vân chứ có yêu Quỳnh đâu. Nhặng hết cả lên. Nhưng mà tao yêu Vân mới có 2 tháng. Trong khi đó, vậy tính ra tao bị tát một cái cực kỳ oan uổng rồi. Chưa đâu. Tao mà nói chuyện này á thì mày mới chính thức bị oan này. Mày nói luôn đi xem nào. Quỳnh có thai với tao hơn 2 tháng rồi. Thằng chó. Mày vừa nói cái gì? Mày làm gì mà căng thẳng thế? Chẳng phải là mày sắp cưới Vân à? Chuyện này với mày thì có quan trọng gì đâu. Sao lại không quan trọng? Điều này chứng tỏ tao là người bị mọc sừng đấy. Mày nghĩ tao có nên đau không? Thế lúc mày chưa biết chuyện này, mày ngang nhiên cắm sừng Quỳnh, mày nghĩ
Quỳnh có đau không? Nhưng đó là cái sưng ảo. Còn sưng thực tế thì tao mới là người bị mọc đây này. Mày đúng là thằng chó. Tính ra tất cả tội lỗi đều là từ mày. Tao nghỉ chơi với mày. Chị vừa dậy à? Lại tao bảo. Mày ngồi đi. Con Quỳnh ấy, nó thuê mày bao nhiêu tiền để mày về đây làm trạm vương vậy? Sao thế? Tao nói không đúng à? Em với Quỳnh yêu nhau thật, không thuê mượn gì cả. Tao chả tin. Nhìn mày đợt bỏ bố ra, đời thủa nào con Quỳnh nó lại yêu mày. Sao anh dậy sớm thế? Chị Tuyết, sao em chị lấy chồng mà chị có vẻ không vui thế ạ? À? Đâu nhỉ? Tao có bảo là tao không vui đâu. Vậy thì giờ chị có thể đính chính lại với cái đám người nhiều chuyện mà chị biết rồi chứ. Đính chính cái gì nhỉ? Em gái chị đã cắm sừng rồi ruồng bỏ người yêu để đi lấy chồng. Người ta tránh tiếng xấu không được, đằng này mày lại đâm đầu vào. Tao chả hiểu mày như thế nào nữa. Chúng ta đi dạo thôi. Trông y hệt cặp chủ tớ, cha giống vợ chồng gì ấy cả. Này, anh có thể nào đàn ông hơn một chút được không? Ý giám đốc ý của em là gì? Anh nhìn lại hai đứa mình xem có giống vợ chồng không hay là giống một cặp chủ tớ. Lại đây, đứng ngang hàng nhanh. Sao vậy? Anh đi ngang rồi mà. Thẳng thế lưng lên. Đàn ông gì mà nhìn anh hèn thế? Anh không hèn. Anh làm tôi phát điên mất. Không thả lỏng ra được à? Được chứ. Em không nói sớm làm anh gồng mệt quá. Anh đúng là ế bằng thực lực đấy. Không hiểu sao anh chơi được với anh ta. Anh không đòi hỏi gì à? Đòi hỏi gì cơ? Quyền lợi khi làm chồng của tôi ấy. Đúng một cái đồ ngốc nghếch. Sau này đừng có hối hận đấy. Có gì thì nói đi. Nói. Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó mình không còn là vật thế thân nữa. Tại sao em làm vậy? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Đây là công ty của tôi. Ai cho anh tùy tiện vào đây? Em đúng là quá đáng. Chính em là người cắm sừng anh. Thế mà bây giờ ngang nhiên lại cướp hợp đồng của anh. Em làm thế mà được à? Thương trường cũng như chiến trường. Thắng làm vua, thua làm giặc. Anh cay cú cái gì? Em được lắm. Anh đứng ngẩn ra đấy làm gì? Người ta đến tận công ty bắt nạt vợ anh đấy. Mời mày, nhầm giám đốc Cường, đi ra ngoài cho. Mày đúng là thằng hèn, suốt ngày chỉ biết nghe lời vợ. Mày vừa nói gì? Tao bảo mày hèn đấy. Thằng chó, bố mày không hèn. Từ nay tao cấm mày chửi tao hèn, nghe chưa? Em thích xem đánh nhau thế cơ à? Đánh hay vậy cơ mà. Không thích sao được.
Mày qua là không đánh lại. Thật là quá đáng. Sao đây anh? Lại bị hủy hợp đồng à? Cái này là cái thứ tư rồi. Rõ ràng là Quỳnh đang cố tình trượt đường làm ăn của anh. Chắc nó vẫn còn bực chuyện của chúng ta đấy. Rõ ràng cô ta là người phản bội, cắm sừng anh trước. Anh là người mới phải oán hận. Thế mà cô ta đúng là ngang ngược vô lý. Anh nghĩ Quỳnh như vậy thật à? Mồm cô ta nói, thằng Hùng cũng nói, sai làm sao được. Mày muốn gì? Em muốn mời chị đi cà phê. Tao với mày ạ, không liên quan gì đến nhau hết cả. Có chuyện gì thì mày nói đi. Em gần đây Quỳnh liên tục cướp hợp đồng của anh Cường. Công ty anh ấy vì vậy đang rất chật vật ạ. Như vậy thì liên quan gì đến tao? Chị có thể nào bảo Quỳnh dừng tay lại được không ạ? Thế tại sao mày không đi mà nói với nó? Em mày xấu hổ quá không dám gặp nó chứ gì? Tuy là tao không thích con Quỳnh lắm, vì nó làm em mà cái gì cũng giỏi hơn tao. Thế nhưng mà dù gì bọn tao vẫn là chị em ruột. Tao chẳng có lý do quái gì mà giúp đỡ một đứa giật người yêu của nó hết cả. Là Quỳnh phản bội anh Cường trước mà chị. Nó phản bội thằng Cường hay không ạ? Đứa bạn thân như mày lại không hiểu à? Có chuyện gì đấy? Nay gặp thằng Cường. Vậy thì sao? Nó mời anh sang tháng đi ăn đám cưới. Liên quan gì đến em mà nói? Em định khiến nó phá sản mới thôi à? Chẳng phải hai người nghỉ chơi với nhau rồi à? Anh quan tâm điều đấy làm gì? Em nói cũng đúng. Nếu anh muốn thì em sẽ tha cho anh ta. Em nói thật à? Tại sao vậy? Em không hận nó nữa à? Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Tại vì... Sao vậy? Vì... em tìm được bố cho con em rồi. Thật? Thật à? Chẳng phải anh không muốn làm người thế thân à? Sao? Không dám à? Dám, dám chứ. Anh thấy chỗ này được đấy. Hay là mình dừng lại dựng trại đi. Vâng, cũng được ạ. Em đi nhiều cũng mệt quá rồi. Dựng trại đi anh. Hai người muốn làm gì? Có tiền, nói hết ra đây. Anh ơi, cướp đây. Bây giờ làm sao ạ? Em cứ bình tĩnh. Ở đây vắng thế này chắc là không có ai cứu đâu. Có bao nhiêu đồ em đưa hết cho họ đi. Hết chưa? Tao thấy con bé kia. Thế ra mày cũng đi giống tao à? Anh, họ quay lại kìa. Em cứ bình tĩnh, không sao đâu. Anh à, các anh muốn gì nữa? Có bao nhiêu đồ tôi đưa hết cho các anh rồi còn gì? Tao cần cái khác. Con bé kia, lại đây. Không được. Mày đâu này? Anh Cường ơi. Đây làm gì có ai, cô cũng vô ích thôi. Anh thật gì nữa, anh buông ra. Anh Cường ơi, buông ra. Bọn khốn nạn. Đi,
đi báo công an, anh không để mấy thằng khốn nạn nhở nhơ được. Đừng. Hay là mình bỏ qua đi anh. Làm như vậy em còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Là do anh. Anh rủ em đi cắm trại, anh sẽ có trách nhiệm với em. Em phải tin anh. Dù cho bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ cưới em. Nhưng mà chúng ta không thể tha cho bọn khốn nạn đâu được. Hai thằng kia cũng bị bắt rồi. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà giờ ai cũng biết chuyện con Quỳnh nó bị cưỡng bức. Mày mà lấy nó sẽ phải đối diện với nhiều điều tiếng lắm đấy. Em là đàn ông, em nói được em làm được. Với lại lỗi cũng là do em. Em phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ. Thời đại bây giờ người ta cũng không quá quan trọng chuyện chi tiết này nọ. Thế nhưng mà mày ở đó, mày lại trực tiếp chứng kiến, áp lực tâm lý sẽ không nhỏ đâu. Mày suy nghĩ cho kỹ vào. Em suy nghĩ kỹ rồi, mong chị sẽ đồng ý. Con Quỳnh nó ngoan ngoãn hiền lành, lại rất biết điều. Nếu mày đã quyết định như vậy ạ, thì tao cũng không có lý do gì để phản đối. Em cảm ơn. Tao là chị mày, tao hiểu rõ mày nhất. Nếu mày đã quyết định như vậy ạ, thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Đừng để đến cuối cùng tất cả lại phải chịu khổ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Vào đi. Có chuyện gì không? Chán anh thật đấy. Lấy vợ mà chẳng thèm mời ai cả. Thì anh tổ chức đơn giản, cũng chỉ mời mấy người bạn thân thôi. Hóa ra với anh em không là gì à? À, em đừng hiểu nhầm. Anh không có ý như vậy mà. Thật ra anh không mời ai trong công ty ngoài Hùng cả. Ra là vậy. Mà kể cũng đúng. Chị Quỳnh bị như vậy thì mời nhiều làm gì? Em im ngay. Nếu không có việc gì em ra ngoài đi. Anh làm em giật mình đấy. Em nói gì sai đâu. Em không sai. Thế nhưng mà nó không tế nhị. Anh không muốn nghe được chưa? Vâng. Em xin lỗi. Sau này em đừng có nhắc đến nữa là được. Anh muốn yên tĩnh. Em đi về làm việc đi. Mày uống gì mà ghê vậy? Kệ tao, tao phải uống cho say. Mày mới lấy vợ, lẽ ra phải về nhà sớm chứ. Lê la với tao ngoài quán thế này là không hay đâu. Mà vợ chồng mày ổn chứ? Mày hỏi như vậy là sao? Vợ chồng tao có cái quái gì mà không ổn chứ? Ừ. Thì tao quan tâm chút thôi, mày làm gì mà căng lên thế? Quan tâm cái con khỉ ấy. Tao biết mày cũng như bọn nhân viên trong công ty, đang bàn tán cười nhạo tao chứ gì. Tao chơi với mày từ nhỏ đến lớn, tính đến nay cũng 20 năm rồi. Mày nghĩ tao là loại người đó à? Tao xin lỗi. Gần đây tao nhiều chuyện qua nên tao không kiểm soát được cảm xúc. Nếu mày đã xác định lấy Quỳnh ạ, thì giữ cho mình cái tâm. Còn không thì đừng lấy làm cái gì cả. Tao thấy cứ thế này mãi á, không ổn đâu. Mày toàn nói vớ vẩn thôi. Tao là đàn ông, tao đã nói với Quỳnh ấy, thì tao phải làm được chứ. Mày tự vấn lương tâm xem. Mày lấy Quỳnh vì tình yêu rộng lớn, lòng bao dung, hay chỉ vì trách nhiệm của lời hứa? Điều đó quan trọng vậy à? Mày hiểu hơn tao mà. Thôi uống đi. Chuyện của tao ấy, tao tự giải quyết. Từ sau đừng nhắc đến nữa. Hay ho gì đâu. Khuya rồi, mày không đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Em đợi anh Cường về chị ạ. Cái thằng vợ con rồi mà tối ngày lang thang. Nó về, ta khắc cho nó một trận. Con này nó làm sao ấy nhỉ? Lẽ nào... Quỳnh, dạ. Có phải mày có thai rồi phải không? Em cũng không biết ạ. Nhưng mà em chậm mấy tháng rồi. Cuối cùng thì ta sắp có cháu bé rồi. Gì mà chị vui thế?
Anh về rồi ạ. Mà này cái thằng kia, sao mày vợ con rồi mà tối ngày mày lang thang là thế nào? Thì công ty có việc, em phải ở lại giải quyết thôi. Chẳng nhẽ là công ty có mỗi mình mày hay sao mà ngày nào mày cũng phải ở lại? Mày có biết là con Quỳnh nó mang thai rồi hay không hả? Thật thế à? Em cũng chưa đi khám, nhưng mà chắc là như thế ạ. Vậy mai đi khám xem thế nào. Cái thằng này thái độ gì lạ thế không biết được. Chắc là công ty anh ấy nhiều việc quá ấy chị ạ. Thôi mày cũng đi nghỉ sớm đi, không lại ảnh hưởng đến cái thai. Dạ, chị cũng nghỉ sớm ạ. Anh Cường. Vân à, có chuyện gì không? Gần đây anh cứ như người mất hồn thế. Không có gì, anh đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi mà. Chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ với em không? Chuyện gia đình thôi, không liên quan gì đến em cả. Vâng. Thế nhưng dạo gần đây anh rất mất tập trung cho công việc. Em toàn phải giải quyết cho anh thôi. Anh mà cứ tiếp tục thế này, bố em hỏi em cũng không giấu được cho anh đâu. Anh xin lỗi, tại Quỳnh nhà anh có thai nên anh hơi mất tập trung. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ sớm khắc phục thôi. Vợ anh có thai, anh phải vui chứ nhở. Tại sao anh lại phân tâm? Lẽ nào anh nghĩ rằng... Không phải thế, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh giấu em làm gì? Anh cũng biết đấy, em yêu anh như vậy, lo cho anh như vậy, tại sao lại không muốn tốt cho anh chứ? Cảm ơn em, nhưng mà chuyện gia đình anh ấy, anh hiểu hơn em à? Chẳng có gì là hiểu, cho đến khi mọi chuyện rõ ràng cả. Em nghĩ chắc anh không muốn nuôi con đứa khác đâu, đúng không? Em đang xem cái gì đấy? À, em đang xem mấy bộ đồ cho trẻ con anh ạ. Em kiểm tra lại chắc chắn chưa? Em kiểm tra rồi, được 3 tháng rồi anh ạ. Em bỏ cái thai đi. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh bảo em là bỏ cái thai đó đi. Tại sao lại thế ạ? Đây là con của chúng ta mà, nó có tội tình gì đâu anh. Con em thì đúng rồi, nhưng anh lại không chắc nó có phải là con anh không. Anh Cường, anh vừa nói cái gì vậy? Chuyện của em với hai thằng kia cũng xảy ra trong đúng khoảng thời gian đó, chắc gì không phải con của chúng nó. Nói như vậy nghĩa là anh không tin em. Ngày hôm đấy em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, chính mắt anh cũng thấy còn gì. Chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Anh không muốn nuôi con của thằng khác đâu, phá đi. Đâu thế? À, anh đi có chút việc. Sao em lại ngồi đây một mình? Thằng Cường đâu? Anh Cường đợt này công ty nhiều việc nên anh cũng bận ạ. Vậy à? Phòng anh bình thường phòng nó nhiều việc á? Sao anh không biết nhỉ? Cũng dễ hiểu mà anh. Anh ấy muốn tránh mặt em thôi. Anh nghĩ không phải vậy đâu. Em đừng có suy nghĩ nhờ. Em có thai rồi, nhưng anh ấy bắt em phá thai vì cho rằng không phải con của anh ấy. Thằng này quá đáng thật. Để anh đi nói chuyện với nó. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ nhiều, không ảnh hưởng đến đứa bé. Anh nói thật đi, nếu anh là anh Cường, anh có làm như thế không? Tình cảm của anh dành cho em thế nào, em là người rõ nhất. Anh có thể làm tất cả vì em, kể cả việc lặng lặng rút lui để cho em hạnh phúc. Những chuyện này đối với anh, à mà thôi, giờ cũng không còn ý nghĩa gì cả. Quan trọng
là em phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Anh Hùng, anh hứa với em là đừng tìm anh Cường nhé. Tại sao vậy? Anh là bạn anh ấy, mà anh không hiểu tính anh ấy à? Được, anh hứa. Anh, nay anh không đi đâu à? Em vẫn chưa đi phá thai à? Em... Tại sao vậy? Cái này em phải hỏi anh mới đúng. Tại sao anh cứ ép em phải làm như thế? Đứa bé nó vô tội mà. Nó mà là con của một trong hai thằng kia thì là vô số tội, chứ vô tội cái gì? Em không hiểu anh nghĩ cái gì mà anh lại nói như thế nữa. Anh không nói nhiều, anh quyết định rồi. Nếu như em không phá thì sao? Vậy thì chia tay đi. Mày nói cái quái gì đấy hả thằng kia? Đây không phải chuyện của chị. Mày đã nói như thế mà được à? Mày có nhớ là trước kia tao đã nói với mày như thế nào rồi hay không hả? Em nhớ. Thế nhưng không có nghĩa là em phải nuôi con của thằng khác. Mày đã chắc chắn đâu mà mày nói như đúng rồi thế? Em tha nhầm còn hơn. Mày đứng lại. Tại sao tao lại có thằng em máu lạnh như mày cơ chứ? Mày đừng lo, có chị ở đây, chị sẽ chăm sóc cho mày. Có lẽ em sai từ đầu chị ạ. Quỳnh à, chị Tuyết, chị đi chợ về ạ? Ừ, hai đứa đi dạo à? Quỳnh cũng sắp sinh rồi, nay đừng nghỉ, em rủ Quỳnh đi dạo. Mà hai đứa định khi nào cưới? Quỳnh chưa đồng ý chị ạ, em cũng đành chờ thôi. Mày ly hôn thằng Cường cũng lâu rồi, tao thấy thằng Hùng cũng tốt đấy, mày nên đến với nó thì hơn. Tạm thời em muốn sinh xong rồi lo cho con trước chị ạ. Dù gì nó cũng là cháu của tao, có khó khăn gì thì cứ nói với tao nhé. Vâng, em cảm ơn chị. À, thằng Cường thế nào rồi chị? Từ ngày nghỉ làm ở đấy em cũng ít gặp nó. Nó với con Vân về sống với nhau rồi, chẳng cưới xin gì cả. Tính thằng Cường thì đa nghi, ích kỷ, cố chấp. Mà con Vân nó có hiền lành như con Quỳnh đâu, cãi nhau suốt. Cứ như thế á, chẳng mấy chốc mà chia tay thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi cố chị ạ. Quái lạ, lẽ nào lại quên? Alo Hương à, cô vào phòng tôi xem có thấy tập tài liệu tôi để trên bàn thì cầm đến công ty hộ tôi nhé. Đúng rồi, chỉ có một tập thôi. Ừ, cô cứ khóa cửa cẩn thận lại, chắc là không sao đâu. Thư ký của tôi bận đi liên hệ với khách hàng rồi. Ok. Đầu anh sao đấy? Bị ngã ở đâu à? Thế là bị làm sao? Thế đi tưởng, hôm qua làm thử thách trêu chọc đám giang hồ, ai dè bị chúng nó tẩn cho một trận. Cái gì? Anh trêu chọc đám giang hồ á? Sao anh ăn cái gì mà ngu thế? Không biết thuê người dàn dựng à? Kênh của anh có ma nào xem đâu. Đã vậy còn liên tục bị gậy, rồi tắt kiếm tiền. Thành ra... Ai bảo anh toàn làm mấy thứ bậy bạ, bảo sao chẳng bị tắt kiếm tiền. Anh có muốn thế đâu, nhưng mà nếu không làm thế thì lấy đâu ra ý tưởng. Nghĩ cũng đúng thật. Hết dịch cái, mấy cái đứa mà hay xem em live stream rồi donate ấy, cũng lặn hết cả rồi. Kiếm tiền khó thật đấy. Chắc phải đổi sang nghề khác thôi, đau hết cả đầu. Mình ký hợp đồng với ông Phú rồi đấy, anh tưởng nghỉ mà dễ à? Cảm ơn nhá, anh đang đói.
sao thế? Em mua bánh mì thiêu à? Vớ vẩn, em vừa mới mua xong, anh sờ mà xem, còn nóng đây này. Nóng thật, nhưng thịt bên trong bị thiêu rồi, chắc chúng nó là mẹ thịt ế đấy. Đúng là thiêu thật. Con mụ ý, dám bán đồ thiêu cho em à? Để lát em qua em live stream bốc phốt cho mụ ý chết. Thôi, chuyện đó tính sau đi, giờ anh đói quá, kiếm cái gì ăn đi. Đói, đói. Em lại sao thế? Nhìn con bé kia cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy. Con này mưa không biết chạy vào nhà, hình như nó bị thiểu năng trí tuệ hay sao ấy. Muốn biết hay không thì cũng dễ mà. Anh gọi nó lại đây cho em. Ê bé, tao gọi mày đấy, vào đây. Này, mày không biết nói à? Nói. Ê, con này nó bị thiểu năng thật rồi. Ê bé, mày đang đói đúng không? Cho mày đấy, ăn đi. Ngon không? Thiểu như thế mà nó cũng ăn được, bó tay. Thì nó bị thiểu năng, phân biệt thế nào được đồ thiêu với không thiêu. Này, nó chỉ là một con điên, anh bỏ cái ý nghĩ bậy bạ đấy đi nhá. Em nghĩ đi đâu đây? Em nhìn phong cách ăn của nó đi. Nhìn phàm phu tục tử bỏ bố ra, có gì hay ho đâu. Em sai rồi. Em có biết trên mạng người ta thích xem cái gì nhất không? Ý anh là gì? Toàn người ăn đồ sống này, hết cua sống, thịt sống, gan sống, rồi đến phân non, cứt non gì đó, ghê bỏ bố ra, nhưng lại nhiều người xem. Ý anh là... Chính xác. Con này nó có phân biệt được đồ ôi thiêu, đồ mới đâu. Chắc đồ sống với chín nó cũng chẳng phân biệt được đâu. Nhưng nó chỉ là một con điên thôi mà. Khán giả cần gì biết nó điên hay không? Mình chỉ cần quay nó ăn là được rồi. Anh nói cũng có lý. Ê bé, hết đói chưa? Khát. Được rồi, từ nay mày theo bọn tao, ăn no uống đã, không cần phải lo nghĩ gì cả. Ờ kìa, từ từ đã, làm vậy có phạm pháp không anh? Nhà con điên này mà quan tâm đến nó thì đã không để nó đi lạc rồi, em lo gì? Anh nói cũng có lý, làm gì có ai muốn nuôi một con điên chứ. Khát. Được rồi, đi theo bọn tao mua nước cho. Khóa hết cửa rồi mà cô vẫn trèo cửa sổ trốn ra ngoài là sao chứ? Cô đâu rồi? Không tìm được cô là chết tôi mất. Vân, Vân. May quá cô không làm sao cả, nhanh theo tôi về đi. Con kia, mày làm gì vậy? Anh là ai? Sao hỏi gì lạ thế? Ý tao là mày định làm gì con bé này đấy? À, cô ấy là Vân, cô chủ nhà tôi đang giúp việc. Nãy tôi ra ngoài nên không cẩn thận để cô ấy lẻn ra ngoài. Mày không nói đùa đấy chứ? Tôi có biết anh đâu mà nói đùa. Này, nó đói, bọn tôi vừa cho nó ăn uống đấy. À, thì ra là vậy, cảm ơn anh chị nhá. Con bé này bị điên, mà lại là cô chủ của mày á? Mày có nói điên không đấy? Cô ấy không bình thường chút thôi, chứ có bị điên đâu. Với lại cô ấy như vậy còn anh trai cô ấy nữa cơ mà. Tao không tin. Tin hay không là việc của anh, không liên quan gì đến chúng tôi. Mày đùa tao đấy à? Tao nhìn mày rất giống bọn buôn người, tao không thể để con bé này theo mày được. Anh đùa vậy không vui đâu. Với lại tôi làm gì có gan lớn mà làm như vậy. Đây là cô chủ của tôi thật. Giờ mấy bọn buôn người ấy thủ đoạn nhiều lắm, bọn tao không tin. Anh chị nhìn xem, cô Vân như vậy mà lại không quen tôi à? Đúng là con điên. Tao vừa cho mày ăn xong, mày sợ cái gì? Hay là để tôi trả tiền bữa ăn cho cô Vân, rồi mời hai anh chị về nhà, để anh trai cô ấy cảm ơn hai anh chị nhá. Tao không cần mấy đồng tiền lẻ đó. Thế bây giờ anh muốn gì? Tao muốn con bé đó về làm cho tao. Anh nói lung tung cái gì đấy? Nhìn cô Vân thế này thì làm được cái gì? Với lại nhà cô ấy không thiếu tiền. Gia cảnh tốt như thế mà lại có con điên trong nhà, hay ho cái gì? Mày để nó theo bọn tao đi. Tôi chỉ là ô xin, tôi làm gì có quyền. Xin lỗi. Ấy từ từ, một con giúp việc quê mùa mà lắm chuyện thế. Anh nói chuyện cho tử tế, đừng có gây chuyện với tôi. Con này,
Mày ở với chủ điên nên mày cũng điên theo à? Mày có biết bọn tao là ai không mà dám to tiếng hả? Chúng ta về thôi cô. Đứng lại. Anh còn muốn gì nữa? Mày chỉ là ô xin, lương được bao nhiêu đâu. Bây giờ mày đem con bé này đến cho bọn tao làm, bọn tao trả lương gấp đôi cho mày, thế nào? Không được. Nhìn cô Vân thế này thì làm được gì chứ? Với cả anh trai cô ấy không đồng ý đâu. Nhìn qua là tao biết thằng anh nó bận bịu cả ngày rồi. Đúng vậy. Cho nên anh ấy mới giao cô Vân cho tôi chăm sóc. Cho nên tao mới nói mày ngu. Thằng anh nó đi cả ngày, mày dẫn nó đến chỗ bọn tao, giúp bọn tao kiếm tiền, xong tao trả tiền cho mày, lợi thế còn gì. Anh Cường đối với tôi rất tốt, tôi không thể làm như thế được. Xin lỗi. Anh đừng có đi theo chúng tôi nữa, nếu không tôi báo công an đấy. Con danh quê mùa mà ghê quá nhỉ. Thôi bỏ đi anh, không có đứa này thì mình tìm đứa khác, lo gì. Mấy tháng nay anh Lai không đủ chỉ tiêu rồi, cứ thế này á, kiểu gì cũng bị công ty cho nghỉ thôi. Đến lúc đó đền bù hợp đồng thì vỡ mồm. Anh nói mới nhớ, hôm kia ông Phú vừa gọi cho em cằn nhằn đấy. Công ty gì chẳng bảo vệ được cho nhân viên thì thôi, còn suốt ngày cằn nhằn, bực thật đấy. Hai người làm ăn đến kiểu gì vậy? 4 tháng rồi không tháng nào đủ chỉ tiêu. Cô cậu nói xem, lúc ký hợp đồng cô cậu nói với tôi như nào mà bây giờ làm ăn như vậy? Bọn em có muốn thế đâu, tại giờ thị hiếu nó khác rồi, bọn em biết làm thế nào được. Thị hiếu nó khác à? Thế hai người không biết chạy theo thị hiếu à? Hai người không có não à? Nếu anh không thích thì bọn em nghỉ, việc gì phải xúc phạm nhau như vậy? Nghỉ á? Được thôi, nghỉ thì nghỉ, nhưng trước khi nghỉ đền bù hợp đồng cho tôi cái đã. Phải đền thật ạ. Hai người nghĩ tôi làm hợp đồng cho vui à? Tôi nói cho hai người biết, hai người không chỉ đền bù hợp đồng đâu, hai người còn phải đền bù tất cả những quảng cáo mà hai người đã tham gia đấy. Anh đừng dọa bọn tôi, bọn tôi không sợ đâu. Công ty tôi không phải trò đùa, mà cô cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hợp đồng giấy trắng mực đen, không làm được thì tôi đưa ra tòa. Mẹ kiếp, lúc nhận mình vào thì dỗ ngon dỗ ngọt, giờ thì trở mặt ngay được. Anh ơi, phải làm thế nào bây giờ? Em thấy lão ấy không giống đùa đâu. Tự nhiên kia đập bằng quái gì cơ chứ. Em phải nắm chặt tay anh, không được chạy lung tung kiểu lạc đấy. Thôi chết rồi. Sao vậy? Hình như em quên nguyên một túi đồ của cô Vân ở siêu thị rồi. Cô kiểm tra lại xem nào. Đúng rồi anh ạ. Vậy cô quay lại lấy đi, tôi với Vân ở đây chờ. Vậy anh chờ em một lát nhé, rồi em quay lại ngay ạ. Ngoan nào, dạo này em phá quá đấy. Coi chừng từ sau anh không cho em ra ngoài nữa đâu. Alo. À, tôi đang đưa em gái đi mua ít đồ, tiện thể đi dạo. Hả? Anh nhìn kìa. Con bé hôm trước kìa. Xung quanh không có ai cả, chắc nó lại đi lạc rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người, tìm nó mãi cuối cùng cũng gặp. Ê con điên, mày không nhớ bọn tao à? Này, đi theo bọn tao cho ăn. Không đói. Giờ chưa đói, lát kiểu gì chẳng đói. Đi theo bọn tao. Con bé lại bướng nhỉ, cưỡng chế đưa nó về thôi em. Nhưng mà làm như vậy, có sợ công an tìm đến không anh? Em lo gì, nó bị điên. Công an có tìm đến thì mình nói là thấy nó bị lạc nên đưa về chăm sóc, khéo còn được đài báo tuyên dương ấy chứ. Được, vậy mình tranh thủ mấy ngày ép nó quay thật nhiều clip ăn uống, rồi up dần lên kênh của mình sau. Tả ra. Kéo bọn tao về, bọn tao cho ăn non đi thỏa thích. Kêu ca cái gì? Không. Tả ra. Hai người kia, thả em gái tôi ra. Hai người định làm gì em gái tôi vậy? Mày nói thật hay đùa? Con này là em gái mày á? Cô Vân, cô không sao chứ? Đây là em gái tôi, hai người định đưa nó đi đâu? Tao thấy nó đi điên dại dại nên muốn giúp nó thôi. Mày hung hăng cái gì? Thì ra lại là hai người à? Chuyện này là thế nào vậy? Hôm trước cậu bảo tôi mang tài liệu đến công ty,
cô Vân trốn ra ngoài, tôi đi tìm mãi. Hóa ra em gái tôi bị đau bụng, tiêu chảy mấy ngày là do đồ ăn của hai người cho à? Nhìn anh như thế này mà cũng thiếu ý thức nhở. Chúng tôi thấy em gái anh như thế, giúp đỡ, anh không cảm ơn thì thôi, anh còn hung hăng cái gì? Giúp thật hả? Hai người định lợi dụng em tôi vào việc bất chính thì có. Thằng kia, bọn tao lợi dụng làm gì một con điên mà mày nói vậy? Chủ tịch Cường, thật tình cờ quá. Hai người không về lo nghĩ ý tưởng, lang thang ngoài này làm gì? Anh Phú, anh đừng nói hai người này làm việc cho anh đấy nhá. Chủ tịch Cường đúng là thông thái. Hai người này là streamer, trước đợt dịch thấy khá nổi nên tôi đưa về ký hợp đồng. Nhưng 4 năm tháng gần đây không đạt được một nửa chỉ tiêu, tôi đang chán đây. Thì ra là vậy, tôi cũng phần nào hiểu rồi. Hiểu, hiểu cái gì? Anh đừng có mà nói linh tinh. Hai người này định bắt em gái tôi làm việc cho họ đấy. Anh nghĩ xem nên làm thế nào? Có chuyện này sao? Làm gì có, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Hai người có biết đây là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA không? Với thân phận như anh ấy, lại thèm vu oan cho hai người à? Hai người cút về, lo đền bù hợp đồng cho tôi. Tôi không cần hai người làm việc cho tôi nữa. Anh bình tĩnh đã. Hai người đã vi phạm hợp đồng quá nhiều lần, lại còn gây rối với chủ đầu tư công ty. Vậy thì lý do gì để tôi giữ lại hai người đây? Chủ tịch Cường, thật sự anh đã hiểu nhầm rồi. Bọn tôi chỉ muốn giúp em gái anh thôi. Hai người nói gì với cô Hương đây? Lại quên nhanh như vậy à? Ngay cả một người bệnh, hai người còn muốn lợi dụng, thì lấy tư cách gì để tôi giúp đỡ chứ? Chào anh Phú nhé, tôi về trước. Khi nào có dịp ấy, chúng ta nói chuyện sau. Vâng, vậy chủ tịch Cường về thư thả. Đừng đi theo tớ nữa, tớ nghỉ chơi với cậu rồi. Thôi Quỳnh, tớ xin lỗi. Tớ không muốn thế đâu. Tại hôm qua bố tớ bắt đi học võ nên tớ mới không đi cùng cậu thôi. Cậu đi học võ á? Cậu đùa tớ đấy à? Đùa là đùa thế nào? Tớ nói cho cậu biết, tớ xem mấy ông võ sư biểu diễn rồi, cực kỳ lợi hại. Sau này tớ sẽ trở thành như vậy, trở thành cao thủ võ lâm cho cậu xem. Thôi đi ông tướng, đây là cuộc sống chứ có phải phim kiếm hiệp đâu mà cậu ảo tưởng thế. Thế nào cũng được, nhưng chuyện tớ có võ á, là thật, 100%. Ê, này, nhìn kìa. Tớ phải đi hết bài võ này để chứng minh cho cậu thấy là tớ có võ thật à. Nhìn đi, thằng Cường đấy. Ừ nhỉ, thằng nghèo hèn kia suốt ngày lang thang, nó không thấy mệt à? Cậu không nhìn thấy nó đang làm gì à? Hóa ra là đang nhặt ve chai. Thằng này đúng là số nhọ, lãnh nguyên combo, vừa hèn vừa nghèo lại còn xấu, đúng là thất bại của tạo hóa. Thằng kia đứng lại. Cậu gọi tôi, tao bảo với mày bao nhiêu lần rồi, thấy tao là phải chào, mà phải chào là đại ca, hiểu chưa? Tôi với cậu học chung một lớp, sao phải ép người quá đáng như vậy? Mày đang nói đến sự nhục nhã của tao đấy, mày biết không? Tôi không hiểu. Vừa xấu vừa nghèo, học chung với mày là sự sỉ nhục với bọn tao đấy. Tốt nhất mày nghỉ học đi cho bọn tao đỡ xấu hổ. Tôi cũng có muốn học cùng các cậu đâu, nhưng do nhà trường sắp xếp mà. Cậu xem, nay nó lại biết lên giọng bố láo nữa kìa. Nên làm gì với nó bây giờ nhỉ? Tôi tưởng cậu vừa khoe cậu học võ mà. Cậu đúng là sáng suốt, thế mà tôi không nghĩ ra. Ê Cù, nhân danh một cao thủ chính đạo, tao thách đấu với mày. Nhanh nhận lời thách đấu của tao đi. Tôi không đánh lại cậu, tôi chịu thua. Thằng này, tao cho mày đi chơi mà mày đi. Vậy cậu muốn thế nào? Tao nói rồi, mày phải quyết đấu với tao. Tôi nói rồi, tôi không đánh lại cậu thì thách đấu gì nữa. Xem như tôi đầu hàng đi. Mày đúng là đã nghèo lại còn hèn, không đánh được thì cũng phải đánh chứ. Giúp cả lên. Tôi còn bận nhiều việc, tôi xin lỗi. Ê từ từ. Này,
cứ đánh nó đi, nó khắc đánh lại. Cao thủ gì mà nhiều lời thế? Hay là sợ? Cao thủ như tớ sợ gì thằng phế vật đấy? Cậu xem đây. Cậu định làm gì vậy? Tao thương ra. Đấu với tao 300 hiệp, tao sẽ thả mày. Đánh hay lắm, đánh tiếp đi. Đông quá. Thôi. Thằng phế vật, sao mày yếu thế? Không phản kháng gì à? Nó giả vờ đấy. Lôi nó dậy đánh tiếp đi. Mày đứng dậy xem nào. Này, hai người đang làm gì đấy? Vâng ạ. Tớ đang quyết đấu với thằng này, nhưng nó yếu quá, đánh có vài cái đã ngã rồi. Cuồng ơi, cậu có làm sao không? Cậu làm cái trò gì đấy? Sao suốt ngày bắt nạt Cường thế? Tớ bắt nạt nó hồi nào? Bọn tớ đang quyết đấu đây chứ. Quyết đấu cái con khỉ ấy. Cậu có giỏi thì tìm Phi Lâm mà quyết đấu, sao cứ phải bắt nạt Cường? Chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là cái đồ hèn. Thế mà mở mồm ra là cao thủ này, cao thủ nọ. Con Vân nó là sao đỏ đấy. Hơn nữa, nhà nó lại giàu, động vào nó sao được. Không hiểu sao con danh ấy lại may mắn thế cơ chứ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Bực cả mình. Mời vào. Chủ tịch ạ. Chuyện tôi giao cho cô làm đến đâu rồi? Em đã tìm hiểu, mọi chuyện có hơi rắc rối ạ. Được rồi, có gì ngồi từ từ nói tôi nghe. Muộn rồi chị không đi ngủ đi, còn ngồi đây làm gì? Nghe thằng Hùng nó lại đến tìm mày đấy. Nó bảo qua công ty mà không gặp. Cậu ta lại nói gì với chị? Ngoài chuyện mua lại công ty thì làm gì còn chuyện gì nữa. Lần sau cậu ta mà đến, chị đừng có mở cửa nữa. Vẫn biết công ty là của bố mẹ để lại. Thế nhưng mà từ lúc bố mẹ bị tai nạn mất đi, công ty cũng đã xuống dốc rồi. Chị thì lại đau ốm suốt, động đâu hỏng đó. Nếu như mày gồng gánh mệt quá, hay là... Chị không cần phải nghĩ nhiều đâu, em lo được. Chị có gì khó nói à? Chị không đến công ty chứ đâu phải mắt điếc tai ngơ. Nợ nần nhiều như vậy, nếu cứ tiếp tục chị e rằng sẽ phá sản mất. Đến lúc đấy sẽ chẳng còn gì đâu em ạ. Chị thì ốm đau bệnh tật, sống nay chết mai chưa biết thế nào. Thế nhưng mày tương lai còn dài, mày định cả đời gồng gánh như vậy à? Chị cũng hiểu còn gì. Làm ăn thì phải có lúc này, lúc kia. Tuy rằng bây giờ công ty mình gặp khó khăn, nhưng sau này gặp vận sẽ phát triển được thì sao? Về lại công ty nhà mình mấy đời để lại, em không muốn đến tay em lại. Em sẽ cố gắng. Chị đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Mà cũng muộn rồi, chị đi ngủ sớm đi. Bà này làm cái gì mà lâu thế không biết. Anh nghe nói tập đoàn ABA mấy hôm nay nội bộ đang xảy ra dục dịch gì đó. Cô ta bận cũng đúng thôi. Mình là người đi nhờ vả, chịu khó chút đi em. Có khi nào cái chức giám đốc của bà Thiên An bị mất không anh? Chắc là không phải đâu. Bà ấy giỏi như thế cơ mà. Anh nghe đâu liên quan đến chủ tịch tập đoàn ABA về nước thì phải. Về nước à? Có khi nào lần này bọn họ chuyển hẳn về đây không? Chắc là vậy. Tập đoàn ABA lớn như thế, lần này chuyển hết về nước chắc chắn sẽ phát triển không ít dự án. Đây là cơ hội của chúng ta đấy. Thì chính vì chuyện này anh mới phải hẹn bà Thiên A ra đây uống nước đây thôi. Anh phải hỏi cho rõ ràng đã. Tại vì tất cả chỉ là tin đồn, anh chưa chắc chắn lắm. Xin lỗi hai người, tôi đến muộn. Giám đốc bận trăm công nghìn việc, bọn tôi đợi có chút có sao đâu. Mời chị ngồi. Tôi nghe nói dạo này tình hình công ty bên đó không được tốt lắm. Mà hai người vẫn có nhiều thời gian nhỉ? Mấy chuyện vặt vãnh thôi. Chị nghe Thiên Hạ đồn làm gì? Công ty chúng tôi vẫn phát triển ổn định ạ. Vậy hôm nay hai người hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Tôi nghe phong phanh
chủ tịch tập đoàn ABA mới về nước đúng không ạ? Không chỉ vậy, mà lần này chủ tịch chúng tôi về nước hẳn. Nói vậy, tin đồn là chính xác, tập đoàn ABA cũng chuyển hẳn về nước đúng không ạ? Đúng vậy, chúng tôi gần đây đang phát triển rất nhiều dự án trải dài trên khắp cả nước. Dạ, giám đốc, tập đoàn bên chị phát triển nhiều dự án như vậy, có thể nào cho chúng tôi tham gia cùng được không ạ? Tôi sẽ không quên ơn chị đâu. Nếu như công ty bên anh đảm bảo được thì cứ việc tham gia thôi, hợp tác cùng có lợi mà, ơn nghĩa gì đâu. Biết là thế, nhưng đâu phải ai tập đoàn ABA cũng hợp tác, đúng không ạ? Thôi được rồi, hiện tại thì các dự án lớn nhỏ đều do tôi phụ trách. Tôi sẽ xem xét lại rồi liên hệ lại với bên anh. Vâng, vậy thì cảm ơn giám đốc rất nhiều ạ. Mong sau này chị chiếu cố thêm ạ. Cứ như vậy đi, tôi có chút việc bận, tôi về trước đây. Chị còn chưa gọi nước mà, sao chị về sớm vậy ạ? Để khi khác, chào hai người nhé. Dạ vâng. Chị ta nói như vậy, liệu có chắc chắn không nhở? Hay là chỉ ậm ừ cho qua chuyện hả anh? Em yên tâm, đợi lúc nào vợ chồng mình qua nhà chị ta, qua cáp rồi nói chuyện sau. Nhìn phong thái như vậy là biết chị ta bận thật rồi, không nên làm phiền lúc này. Đường đường là một giám đốc mà không có nổi cái văn phòng làm việc tử tế à? Chán thật đấy. Ở văn phòng thì có người đến làm phiền, tôi không muốn nghe những lời vo ve nên đành tìm chỗ yên ổn thôi. Cô tưởng vị thế của mình còn như ngày xưa à? Xã hội công bằng, mọi người đều bình đẳng, làm gì có chuyện địa vị này, địa vị nọ. Toàn ngụy biện. Cô thử không có tiền, đi ra đường xem có ai tôn trọng cô không. Chuyện này không liên quan đến cậu, và tôi cũng không bán công ty cho cậu đâu. Tại sao suốt ngày cậu đến làm phiền tôi vậy? Này, cô là người suốt ngày giảng giải đạo lý, mà tại sao cô lại sống vô tình như vậy? Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho trăm người phía dưới cô chứ. Chẳng lẽ cô định để họ chết đói theo cô à? Tôi lo được cho họ, và điều quan trọng hơn, tôi chưa chắc khi tôi chuyển lại công ty cho cậu, cậu có giữ lại họ hay không, hay là thay toàn bộ người mới. Cho nên cô quên chuyện này đi. Cô đúng là cố chấp, nhưng sự cố chấp này lại rất thu hút. Cô nói lung tung cái gì vậy? Nhìn cô vẫn rất xinh đẹp. Cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu bên Quỳnh cưới rồi đấy. Gần đây, tập đoàn ABA đã chuyển hẳn về nước. Họ đang phát triển không ít dự án. Tôi lại chơi thân với giám đốc đầu tư bên đó. Công ty của tôi rồi sẽ phát triển lớn. Công ty nhỏ của cô á, thật ra tôi cũng không hứng thú lắm. Vậy cô đến tìm tôi làm gì? Không hứng thú với công ty, nhưng với cô thì khác. Nếu cô ngoan ngoãn làm người tình bé nhỏ của tôi sẽ giúp công ty cô hưng thịnh trở lại. Cô thấy thế nào? Không bao giờ. Cứ bình tĩnh, ngồi xuống cân nhắc cho kỹ đi. Thời gian còn dài, không phải vội. Cô đi đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, đồ bị ổi. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt à? Cô có tin tôi bóp chết công ty cô ngay lập tức không? Cậu thử xem. Mày là thằng nào? Sao thật trông mày quen thế nhỉ? Đây là chủ tịch của tập đoàn chúng tôi. Cái gì cơ? Chủ tịch tập đoàn mà trẻ thế này cơ á? Ngạc nhiên lắm à? Đúng, đúng là ngạc nhiên thật. Thiên hạ quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng. Thật không thể nào tin được trên đời lại có người tài giỏi như anh ạ. Năm xưa tôi nghèo lắm, lại còn bị bọn buôn người lừa bán sang nước ngoài. Cũng may là được bố mẹ tôi nhận nuôi. Cơ nghiệp này ấy, cũng là của họ để lại cho tôi đấy. Vậy à? Số phận của chủ tịch đúng là long đong. Thế nhưng mà không sao, thời thế tạo anh hùng. Chẳng phải bây giờ chủ tịch đã rất thành đạt rồi đó sao? Xin chúc mừng ạ. Cậu cũng giỏi nịnh bợ lắm. Số phận tôi trước đây khổ ải, một phần cũng là do cậu đấy. Chủ tịch, tôi nhìn anh có chút quen quen. Thế nhưng mà chúng ta có quen biết nhau đâu. Tôi là Cường. Hóa ra là chủ tịch Cường. Cường á? Ta bảo với mày bao nhiêu lần rồi, thấy tao là phải chào, mà phải chào là đại ca, hiểu chưa? Tôi với cậu học chung một lớp, sao phải ép người quá đáng như vậy? Mày đang nói đến sự nhục nhã của tao đấy, mày biết không? Tôi không hiểu. Vừa xấu, vừa nghèo, học chung với mày là sự sỉ nhục với bọn tao đấy. Tốt nhất
Mày nghỉ học đi cho bọn tao đỡ xấu hổ. Đấu với tao 300 hiệp, tao sẽ thả mày. Đánh hay lắm, đánh tiếp đi. Không thể thế được. Sao vậy? Mới có chục năm mà đã quên nhau rồi à? Sao có thể? Thằng Cường, mày là thằng Cường. À không, chủ tịch, anh đang trêu tôi đúng không? Sao? Cậu bất ngờ lắm à? Cường à, chúc mừng cậu nhá. Đúng là người tài giỏi, cuối cùng sẽ luôn được thành công. Vốn dĩ tôi đã định bỏ qua chuyện cũ, nhưng khi nãy đứng ngoài kia, tôi đã nghe cả rồi. Hóa ra sau bao nhiêu năm, cậu vẫn vậy, vẫn ngang ngược bá đạo, vẫn mưu mô xảo quyệt và tàn nhẫn không có lương tâm. Những dự án cô nói với tôi, hủy hết đi. Hợp tác với những người như thế này là chúng ta đang bán rẻ lương tâm, tạo điều kiện cho kẻ ác đấy. Cường à? Chủ tịch Cường, anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu ra ngoài đi, người như cậu tôi không dám tiếp xúc. Tôi... Anh còn không nhanh đi à? Tôi xin phép ạ. Cậu là Cường thật à? Là tôi đây. May quá. Sao lại may? Vì cậu vẫn ổn và thành đạt nữa. Bao nhiêu năm nay không có tin tức của cậu, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì cơ. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thay đổi gì cả, vẫn tốt bụng và hiền lành như thế. Chuyện công ty cậu á, tôi có nghe qua rồi. Tôi sẽ giúp cậu vực lại công ty, cậu yên tâm. Cậu nói thật à? Cảm ơn cậu nhé. Cậu là người tốt. Người tốt thì sẽ luôn có kết quả tốt. Đó là quy luật rồi. Tôi mà không giúp cậu, sẽ có người khác giúp cậu. Huống chi tôi còn mang ơn cậu, nên là cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Em gái tôi bây giờ như vậy, để tránh lỡ dở thanh xuân của cậu, hay là cậu ly dị đi. Anh nói gì lạ vậy? Quỳnh là vợ em, tình nghĩa vợ chồng quan trọng lúc ốm đau bệnh tật. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, việc gì phải khổ như vậy chứ. Từ lúc cưới Quỳnh, em đã xác định tương lai là phải có Quỳnh đi cùng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không thay đổi được điều đó đâu ạ. Cậu còn trẻ, Quỳnh thì mới bị tai nạn, thời gian chưa lâu nên cậu nghĩ như vậy. Đợi thêm thời gian nữa, tôi nghĩ cậu sẽ hối hận đấy. Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Quỳnh tuy toàn thân bất động, nhưng vẫn còn ý thức, vẫn còn nhìn thấy em mỗi ngày. Em có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó, nhất định Quỳnh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Quỳnh nó đã lấy cậu, vợ chồng đi với nhau lâu dài, phận làm anh như tôi ấy, cũng không thể ở bên nó mãi được. Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi sẽ không ngăn cản nữa. Tập đoàn gần đây rất nhiều việc, tôi sẽ không thường xuyên đến thăm Quỳnh được. Cậu nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé. Ô, anh lại chuyển tiền cho em ạ. Em còn trẻ, còn đi làm lo cho gia đình được. Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Một mình cậu gồng gánh gia đình cũng đã vất vả rồi, cậu cố gắng chăm sóc nó giúp tôi. Dạ vâng, em sẽ chăm sóc cho Quỳnh thật tốt ạ. Chăm sóc người ốm đau không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy tôi sẽ chuyển cô Nhung sang ở với vợ chồng cậu. Cô ấy sẽ phụ cậu chăm sóc Quỳnh. Ấy chết, nếu anh chuyển cô Nhung qua thì ai sẽ giúp việc nhà cho anh ạ? Giờ tìm ô xin cũng dễ thôi. Cô ấy ở với gia đình tôi cũng đã lâu rồi. Để cô ấy qua đó chăm sóc Quỳnh, tôi yên tâm hơn. Vâng, vậy em cảm ơn anh ạ. Vậy nhá, tôi chuẩn bị có cuộc họp ấy. Tôi đi trước đây. Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Nhìn cái gì? Thành người thực vật rồi mà không ngủ luôn đi. Có cái gì? Cả ngày mệt bỏ bố ra mà vẫn phải hầu hạ đủ chuyện. Tôi nói cho cô biết, không phải thằng anh cô giàu có, tôi bóp chết cô lâu rồi. Uống cả núi tiền thuốc vào người mà cũng như không.
Đáng đâu mà sợ. Nuốt đi. Nuốt nhanh lên xem nào. Điền thế chứ lại. Đúng là đồ vô dụng. Uống đi. Nằm một chỗ mà vẫn phải hành hạ tôi mới chịu được à? Vợ của anh vô dụng như vậy, anh không ly dị quách đi, còn để làm cái gì? Cô ta vô dụng, như anh trai cô ta rất giàu. Tiền của chúng ta tiêu pha, toàn tiền của hắn ta chuyển đấy. Nhưng mà em không muốn suốt ngày phải mang cái thân phận tiểu tam đâu. Nhưng giờ anh mà ly dị thì sẽ trắng tay. Em có chịu được cuộc sống nghèo khổ cùng anh không? Rồi ạ, em đúng là số khổ mới yêu anh đấy. Em yên tâm, ông Cường mới đưa ô xin sang chăm sóc cho cô ta. Từ giờ anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn. Nhưng mà em không muốn cứ mãi là con giáp thứ 13 đâu. Thân phận quan trọng đến thế à? Anh Toàn hỏi thừa. Nếu em mà không có thân phận rõ ràng, sau này em sinh con cho anh, nó không được mang họ bố đâu. Đợi đến lúc đó khéo con vợ anh nó hẹo rồi, em lo gì. Thôi nào, đừng cứ cau có nữa. Để lát anh đưa em đi mua sắm nhá. Đành vậy. Ai bảo em ngu dại. Yêu anh làm cái gì không biết. Em chào anh ạ. Mày làm gì mà giờ mới đi chợ? Xin lỗi anh. Sáng nay em cho chị Quỳnh ăn uống, tắm rửa cho chị ấy, rồi dọn dẹp phòng, nên là bây giờ em mới đi được ạ. Cô ta ở trong phòng cả ngày, có gặp ai đâu mà phải tắm rửa mới dọn dẹp nhiều thế. Em ở với chị Quỳnh đã lâu, chị ấy rất ưa sạch sẽ. Nhưng giờ khác rồi. Giờ cô ta là phế vật, có biết gì đâu mà sạch với chả sẽ. Anh Hùng, anh là chồng chị Quỳnh, tại sao anh lại nói những lời khó nghe như vậy? Vào nấu cơm đi. Sang bên này rồi thì phải biết thân biết phận. Đừng có chuyện gì cũng đi mách lẻo với ông Cường, không là chết với tao đấy. Em hiểu ạ. Hiểu rồi thì biến đi. Tội nghiệp chị thật đấy. Đang hoạt bát vui vẻ, tự nhiên lại bị tai nạn. Mà nghĩ ông trời cũng ác thật đấy. Đã cho chị bị như thế này rồi, còn để chị có ý thức làm gì. Chắc hẳn chị đang đau lòng lắm phải không? Từ ngày chị bị tai nạn, anh Hùng thay đổi nhiều quá chị ạ. Em cũng không nhận ra nữa. Chắc em phải bảo anh Cường đón chị về bên kia thôi. Ý chị là gì ạ? À, thế nếu chị đồng ý thì chớp mắt một cái, còn nếu chị không đồng ý thì chị chớp mắt hai cái để em biết nhá. Anh Hùng đối xử với chị có ra cái gì đâu mà chị còn yêu anh ta mù quáng đến như thế chứ. Thôi được rồi, không nói thì không nói. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Em sẽ chăm sóc chị thật cẩn thận. Biết đâu một ngày nào đó chị khỏe lại thì sao. Mày làm gì ở trong này? Tôi đang xoa bóp cho chị Quỳnh. Mày làm vậy, Quỳnh có khỏe lại được không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bác sĩ dặn, nếu như làm như thế thì sẽ rất tốt cho chị Quỳnh. Bác sĩ bảo, hay là mày lừa nhát trốn việc? Cút ra ngoài dọn dẹp đi. Oxy nhà anh kiểu gì mà cứ như mẹ thiên hạ ai nhỉ? Chủ nó còn cố tình chống đối cả. Cô là ai? Sao lại vào đây? Đây là Vân, em họ tao. Đi.
anh xem. Suốt ngày làm lù lù một đống, nhìn phát chán. Vẫn còn ý thức à? Thế vẫn chưa thành phế vật đâu nhỉ? Anh không hiểu tại sao cô ta bị như vậy mà vẫn còn ý thức. Đã thế, mắt còn thao láo nhìn anh, nghĩ thấy điên thật sự. Anh muốn cô ta mù luôn cũng được mà. Sao vậy? Sợ rồi à? Chị có biết tôi là ai không? Tôi là người yêu của anh Hùng đấy. Nói cho chị biết, không phải bây giờ bọn tôi mới cặp với nhau đâu, mà từ lúc chị khỏe mạnh, bọn tôi đã là một cặp rồi. Sam nói mấy lời đó làm gì? Anh sợ cái quái gì? Dù sao nó cũng chỉ là một con phế vật thôi. Tao bảo mày thế nào mà mày lại vào đây? Hai người ra ngoài đi. Mày vừa nói gì? Dám đuổi tao ra khỏi nhà của tao á? Nhà nào của anh? Đây là nhà anh Cường mua cho chị Quỳnh đấy. Còn quê mùa này, mày làm ông xin kiểu gì đấy? Hai người được lắm. Tôi ở ngoài kia đã nghe thấy hết rồi. Hai người gian dìu với nhau, còn đến tận đây để lăng mạ chị Quỳnh. Tôi sẽ nói với anh Cường. Mày có bị điên không? Mày vừa nói gì? Tao nói cho mày biết, thân phận của mày không đáng giá một xu. Liệu hồn mà cư xử, không tao cho người xử mày đấy. Làm giúp việc thì nên biết thân biết phận, làm cho tốt công việc của mình đi. Tọc mạch nhiều chuyện không tốt đâu. Tao nói cho mày biết, chuyện trong nhà này mà đến tai ông Cường thì không chỉ mày mà còn người nhà của mày nữa cũng không yên ổn với tao đâu. Chúng ta đi thôi. Số chị đúng là khổ thật mà. Ơ, Nhung, sao cô lại ở đây? Em tiện đi mua thuốc cho chị Quỳnh nên là em ghé qua xem anh thế nào. Tôi vẫn ổn. Cô bên đó cố gắng giúp cậu Hùng chăm sóc tốt cho Quỳnh là được. Có chuyện gì khó nói à? Anh Cường, hay là mình đón chị Quỳnh về bên nhà anh đi. Sao tự nhiên cô lại có suy nghĩ đó? Hùng nó đối xử không tốt với Quỳnh à? Cũng gần như vậy ạ. Chắc cô mới sang đó nên có gì hiểu nhầm thôi. Chứ Quỳnh nó bị như vậy, Hùng vẫn kiên trì bên cạnh chăm sóc, làm sao có việc đối xử không tốt được. Anh nghĩ như vậy thật à? Không phải là tôi nghĩ, mà thực tế nó vậy đấy. Cô cũng thấy còn gì. Thế lỡ như anh Hùng anh ấy có người khác thì sao? Hóa ra là vì chuyện đó à? Đàn ông mà. Cô cũng hiểu đấy, Quỳnh bị như vậy, Hùng thì còn trẻ, khí huyết phương cương, cũng nên thông cảm cho nó chứ. Thôi, cô về đi, cứ chăm sóc cho Quỳnh tốt là được. Còn những chuyện khác ấy, không cần phải lo. Nhưng mà... Tôi sắp phải ký hợp đồng rồi, đang rất bận, có gì lúc khác nói. Vâng, vậy tôi xin phép. Thái độ của cô Nhung như vậy là sao nhỉ? Sao em lại đến đây giờ này? Cả ngày hôm qua anh không đến tìm em, thì hôm nay em đến tìm anh chứ sao nữa. Tiền ông Cường trung cấp sắp hết rồi, anh phải ngoan chút để ông ấy bơm thêm chứ. Em tìm gì vậy? Con bé Oxy nhiều chuyện đâu rồi? Nó đi lấy thuốc rồi, em phải đi không nó sắp về rồi đấy. Một con Oxy quê mùa mà anh cũng phải sợ à? Anh biết là thế, nhưng đó là người ông Cường điều sang, lại làm việc trong nhà ông ấy bao năm rồi. Tốt nhất là không nên rước thêm phiền phức. Bao nhiêu năm thì cũng chỉ là một con giúp việc thôi mà. Anh không nhớ em à? Mà cứ nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn đấy. Anh đứng đấy làm gì? Vào đi.
chỉ là một cục thịt thừa thì anh sợ cái gì? Đi vào đây với em. Tức không? Tao ngủ với chồng mày trước mặt mày, xem mày làm được cái gì? Ánh mắt cô ta làm mình khó chịu quá. Anh đúng là cái đồ nhát gan. Tại anh chưa quen thôi. Anh, sao anh lại đến đây ạ? Đứng im. Anh, có gì bình tĩnh em nói ạ. Hóa ra tất cả những gì mày nói với tao chỉ là giả dối. Anh, chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Chuyện rõ ràng như vậy mày còn chối à? Tao tưởng mày đối xử tốt với em gái tao, không ngờ lại công khai đưa tình nhân về thay nhau hành hạ em gái tao. Mày đúng là không bằng loài cầm thú. Mày được lắm. Mày định do ai? Cút khỏi nhà tao, từ nay đừng bước vào đây nữa. Này, tôi và Quỳnh vẫn còn là vợ chồng đấy. Sao? Ngửa bài rồi hả? Mày đúng là nguy quân tử. Tao nói cho mày biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi. Nếu có kiếp sau ấy, đừng có sống giả dối như vậy nữa. Còn cô nữa, công khai tranh cướp chồng lại còn đến trước mặt vợ người ta để quan hệ bất chính, đúng là mặt trời chắn bóng. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Em gái, thứ đàn ông đó không đáng để em đau khổ đâu.